Chào các bạn, hôm nay thứ bảy rồi. Hôm nay mình ốp miếng đồ để nướng thịt ăn. Trong này thì có hành lá đập dập ra, rồi tiêu thổi, cái đen đen là dầu hào. Kia đó mình đổ thêm miếng cái này các bạn, miếng cầu lên barbecue này cho nó lợt, cái này lại bớt cho nó mặn. Cầu lên barbecue này, cái sốt này nó ngọt lắm các bạn nha. Mình hát đi. Rồi mình trộn đều lên thôi bạn, trộn đều lên xong chúng ốp thịt vô. Rồi xong thì chắc ốp khoảng cần 45 phút là nướng được các bạn. Tại sườn cũng nhỏ. Đây các bạn, thịt mình ngâm nước nãy giờ đây. Giờ nó chả đá các bạn đây. Từng dây nó còn dài dài vậy đây. Mình sẽ đá xong rửa sạch sẽ xong mình ướp thôi. Cái này bữa hổm mình mua một thùng bự lắm, mình chiết cơm ăn 2-3 lần nó mới hết, thì nhiều quá. Đó, xong mình rửa sạch đây, mình ăn. Ok, giờ mình ấp thịt bạn ơi. Quẩy này lên. Cho đều xong mình đổ thịt đi. Sao này cũng hơi nhỏ rồi. Mình trộn cho đều bạn. Này thịt này cũng nó một màu thấm, không còn cái ớt nữa. Cái này cái sốt làm vừa đừng có mặn quá, mặn quá. Cái màu thấm rồi nó mặn chát không à. Nó có tỏi rồi có cái góc hành đó các bạn, nó thơm lắm. Mình trộn cho nó đều các bạn ha. Trộn đều cho nó để chừng 45 phút là mình nướng được. Rồi. Ok các bạn, trong khi chờ đợi thịt nó thấm, mình làm nước mắm. Mắm để chút ăn thịt các bạn. Mình thích ăn thịt đó với nước mắm. Mình rất thích ăn đồ sốt của Mỹ nữa. Ăn nước mắm không? Xong ban đầu mình lấy đéo nhiêu ở đây, một lon nước dừa các bạn nha. Chén đường
cái đường thôi. Rồi xong rồi này, hai chén nước mắm rồi các bạn nha. Này mình làm đại nha các bạn chứ không phải công thức gì đâu nha. Đúng chén mắm rồi. Chén nước mắm. Còn chanh này thì các bạn, chanh này thì có mùa, có mình làm thì 3-4-5 trái chanh thì đủ, mà có nhiều lúc chanh nó không có nước đó, thì mình làm thêm. Này mình cứ nhắm chừng thôi chứ không biết sợ sao luôn. Chanh mùa này nó không có nước gì trơn, bởi vì nhắm chừng đại thôi chứ không có làm công thức được. Ngon các bạn, cái một chén đường chén mắm các bạn nha, với lại nó vừa. Thì làm gì thì nó chặt thì nó cũng không chặt xa lắm bạn, nó cũng gần thôi. Mình còn chút xíu chanh mình đổ gì hết luôn. Rồi các bạn đơn giản như thế bây giờ ngon rồi đó. Tí đường nó còn lắm với bạn, chúng nó quậy cho nó gan nha. Ok, giờ mình chuẩn bị miếng thịt hoài. Tối nãy cũng lâu rồi. Giờ mình mở này lên, mình lên sạch sẽ này. Mới đằng kia mà nó nó bự quá. Bỏ thằng nướng lên mấy cái lò nhỏ rồi. Okay. Sau đó mình dùng cái chanh này các bạn. Chanh này là dùng chấm sạch. Rồi mình nướng hoàn thành. Rồi sạch sẽ rồi, giờ nướng. Tối rồi.
có mồi lòng lây gai quá. Rồi các bạn để vô đây mình chỉ rồi. Xong mình chút cho chín cái mình chở qua bên kia, cái xong chín cái mình đang mình nhậu thôi. Chờ mồi có mồi mới nhậu được các bạn chứ ngồi. Đây còn thao thịt nè. Mấy em ca ra làm khô môi biết bao nhiêu lần. Cái thanh long của mình nữa các bạn. Nó còn cuối mùa còn được mấy trái này. Con sóc nó ăn nhiều quá. Thì mình mới lấy cái đồ mình bao lại. Mới bao lại được mấy trái để ăn thôi, nó ăn hết trơn. Nè mấy cái trái này nó ăn nè các bạn, cái này nó ăn hết trơn luôn. Nó ăn còn cái con vỏ không? Cái này gì nữa. Cái aloe vera. Này cái chuối của mình rồi sao chưa thấy cái gà buồn hết trơn. Ở đây có hai cây chuối con nè, sao mà chưa thấy có buồn chuối. Rồi chở qua. Chín các bạn ơi, có mồi nhậu rồi. À đây ngon nè, đó. Quá ngon quá. Quá ngon. Có mồi chút chút với uống bia được chứ. Nước lớp chứ.
ngon quá các bạn ơi. Trời ơi, cái này nhậu thì thôi còn gì bằng các bạn. Làm thử miếng bạn, mời bạn ăn barbecue với mình nha, thịt nướng. Giờ này cũng trời tối rồi. Đã. Ngon bạn. Giờ làm được đó các bạn. Có mồi à. Mấy bạn vô mình miếng nha. Vô các bạn thứ bảy rồi, chiều vô miếng cho nó vui các bạn. Mình buồn quá. À, trời ơi, nó làm ngát đã quá các bạn ơi. Quá đã. Chạy ông anh mình nó cũng chữa lại. Vô bà ơi, miếng nữa. Làm miếng mồi. Làm miếng mồi bà ơi. Quá ngon, cái này mà nhậu là đã các bạn. Uống bia rồi đó. Này ở đây mình chưa sườn dây, các bạn thấy có miếng chút xíu thịt rồi cái miếng xương, thịt xương này nó cắt vô cái đọt sườn đó. Nó đơn giản cái này là sườn dụng đi, nhá. Mà mình thích ăn cái này hơn, nó ngon. Còn cái sườn bự thịt không ăn ngán. Mình có làm nước mắm nữa nè. Đúng đây. Đúng không? Nước mắm nãy mình làm á. Chấm ăn thử còn ha. Đã quá rồi. Hết đôi đã. Cái này ăn cơm là đã đó các bạn. Đó. Ấm miếng nước bạn ha. Vô.
nay bà xã mình ăn chay không có ăn, không ăn thịt được. Với lại cái thịt này bạn biết nó bán không có bán lẻ, nó bán thùng, mà nó bán lẻ nó cắt khúc vuông vuông hết trơn rồi không có nướng được. Bởi lần nào mình vô chợ mình kêu nó một thùng nó 20 pound rồi, 10 kg. Mình mua về mình xả đá ra, mình chia ra nhiều từng phần á, mình ăn chừng cả 3 lần là hết. 3 lần tại vì không có ai thôi, chứ nếu mà cái này có nhiều người thì là nước chừng 1 lần hết. Cái này để lâu cũng ngon các bạn, để lâu nó hôi dầu. Đồng ý là mình để con đá thiệt nhưng mà nó cũng hôi dầu, cũng xả nó hôi dầu. Đây còn nhiêu nữa các bạn, muỗng nó nhỏ để dưới cái góc này không chỗ. Lúc mà kiếm cái ngắn này không có, lúc mà kiếm cái dài có ngắn rồi, tiếp thôi. Đây bạn chín nè, ngon ghê không, tiếp rồi các bạn ơi. Đây cái này quá độc các bạn, ồ này ngon nè. Nó có cái xương các bạn, gần mà nó có gần gần chẳng ăn ngon, nó không có ngán. Trong khi chờ đợi chính là mình play ra với các bạn. Mời các bạn vô mình nha. Mình cũng đâu nửa chai nè. Là một cái nè hết rồi. Mình lấy chai mới chứ bữa nay thứ bảy các bạn. Cái thịt chống thấm vừa ăn các bạn, ăn ngon lắm. Giờ mình vẫn phải thích chấm nước mắm, nước mắm ăn ngon. Nó có mấy ớt rồi nè, đã hơn. Chưa. Này nó nướng gấp được, nó rất khác á. Ngon. Quá. Ai biết rồi, nói gì? Ôi, bén quá. Cái miếng này các bạn đã lắm á, cái này đã đó, cái này là nó có nguyên thịt ở trong mà có mỡ mỡ ăn phê lắm. Chú bạn ơi, chai thứ nhì, nãy giờ uống dở rồi, mới có 2 chai chai thứ nhì nhất rồi, giờ chai thứ nhì bắt đầu rồi. Ai khóc ai sao
đã các bạn. Cái này cũng bia trời ơi đâu tiền bạc. Quên cả lối về luôn. Các bạn ơi, mời các bạn. Còn một mớ nữa các bạn ơi, mớ nữa xong rồi. Này nướng từ từ ăn nó ngon. Gấp quá nó khét. Đường anh mình lại tới cái cây mẹ nó. Lô. Hả? Đi đâu? Chào bây. Bà giờ có tay mới các bạn. Thêm một tay nữa. Đấy, nhìn uống mình có hai chai à. Cái lò kia mới đi nó dám lò bự đâu mới cũng bất tiện. Bự thì nước ấy thì nó mà nó rải hoài xài thấy tiện, có tiện hoài đâu. Xài nó nhỏ nhỏ gì thì mình cái tỷ xài mình xài cái này được nè, còn cái kia đó. Trời nó gồm gà bự quá. Nó gồm gà rồi lau chùi mà cái mẹ. Tại vì làm này sao mình thấy mẹ cũng được, chứ lau chùi khác cũng không phải cái này. Lỗ tôi không có xài lần nào chứ, hình như có xài được thằng lần rồi.
Có gì năng nóng luôn, nó trái dần bao rồi. Trái nóng mà tự nhiên nó nhỏ đâu. Trái dữ dội. Trái quần cây chứ, chịu nổi gãy nhất. Món không? Món này. Cái lăn của ngồi ngoài có chiếc thịt gà nó ổ nó mì miếng gà bự như miếng thịt cải luôn. Bữa trưa lên mà chứ mình ăn mì nó ngon mà chịu thấy mà ăn mới rồi ăn biết nhé ăn một lần cũng mà chành đi anh hả à? Đâu mẹ nó đi có mấy nhà đâu kìa. Ừ. Đâu đi ở đây. Nó về đắng chưa không sao? Có về đắng mà đi xây đâu có nhà. Bây giờ có mình nhà. Nó không hẹp mà đâu đi được đâu. Ủa, nó đi vậy? Nó làm đồ kịp đâu đi. Ghê gì đó. Còn nó đi mà sao chứ không đi luôn ta? Đúng rồi. Đúng không? Bằng nó nổi luôn. Các bạn bây giờ cũng tối rồi. 7:45 rồi. Mà tại vì mùa này sắp tới mùa lạnh rồi đó. Mặt trời xuống lẹ lắm. Đây sao vườn mình nó cũng tối hồi mình mới đèn lên cho nó sáng thôi. Này là sao vườn các bạn. Thì mình cũng làm một mớ đèn ở sau này cho nó sáng để nhiều khi mình có ra đây chơi. Thì bây giờ cũng gần 8 giờ chiều rồi, 8 giờ tối rồi thì mùa lạnh thì mặt trời xuống lẹ lắm thì cũng rất là tối. Mình có trang bị ăn sao này đèn đuốc rồi nó sáng chân nè, cũng đã lắm. Thì clip tới đây cũng hết các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Lần sau có làm gì mình quay cho các bạn xem. Giờ chào các bạn ha. Chúc các bạn ngủ ngon.